Chào mừng anh em đã trở lại với Tạp Hóa Comic. Đáng lẽ ra thì tôi sẽ làm thêm nhiều video shorts cho các Spider-Man nữa, nhưng tôi thấy hơi lười và cũng không mấy mặn mà với việc để ra một đống video Spidey, cho nên tôi quyết định sẽ làm cái video này. Và chắc hẳn sẽ có rất nhiều chưa biết Spider-Sona là gì. Hãy cùng tôi bắt đầu video để tìm hiểu xem nó là gì nhé. Ok, trước tiên thì chúng ta cùng đến với định nghĩa của nó nhé. Nếu như anh em còn nhớ thì gần đây tôi đã kể cho anh em nghe về sự kiện Spider-Verse 3, chuyến du hành xuyên đa vũ trụ của Miles Morales. Spider-Verse ra mắt để ăn theo bộ phim hoạt hình Spider-Man Into the Spider-Verse ra mắt vào năm 2019. Để cho bộ truyện này có phần nổi bật hơn, Marvel quyết định tung ra sự kiện Spider-Sona dành cho những độc giả có tài năng hội họa và sự sáng tạo tuyệt vời. Những người tham gia Spider-Sona sẽ tự thiết kế tạo hình và câu chuyện ngắn về một phiên bản Spider-Man. Những bản thiết kế được Marvel chọn sẽ được đưa vào cuối những tập truyện Spider-Verse 3 để mọi người cùng chiêm ngưỡng sự sáng tạo của các fan hâm mộ Marvel Comics. Hôm nay hãy cùng tôi khám phá những bản thiết kế đã giành chiến thắng cho Spider-Sona nhé! 1. Spider-Requiem. Tên thật của Spider-Requiem là Polymnia Swan. Trong đó, Polymnia là tên của nữ thần khiêu vũ trong thần thoại Hy Lạp. Mặt nạ của cô không chỉ bảo vệ danh tính mà còn che lớp vết sẹo trên gương mặt. Spider-Requiem là một người múa rối điệu nghệ, biến những trận chiến thành sân khấu nghệ thuật của riêng mình. Bên cạnh việc sở hữu những năng lực nhẹ, cô còn có khả năng thao túng những con rối do chính cô tạo ra trong cuộc đối đầu. 2. The Spinster. Bằng cách cảm nhận rung động trên những sợi tơ được tạo ra từ bộ tóc sơ sát của chính mình, Spinster có thể nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện nào, dù cho chúng có cách xa tới mấy. Thiết kế của bà đưa lấy cảm hứng từ những người phụ nữ quý tộc trong thời kỳ cách mạng Pháp, giống như nhân vật Madame Web. 3. V. Theo chia sẻ của tác giả, người đó cực kỳ thích thể loại cyberpunk và cũng là một fan cứng của người máy, cho nên đã quyết định sẽ kết hợp chúng lại và tạo ra một thiết kế trên Spider-Sona. V sống tại Kyoto vào năm 2177. Năng lực đặc biệt của cô là kết nối với Internet nhằm bắt giữ những tội phạm kỹ thuật số. 4. Spider. Spider bị cắn bởi con nhện đến từ phòng thí nghiệm trên không gian. Kết quả là anh ta có một làn da dày, có thể giúp anh chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt. Anh ấy còn có thể khiến cho cả cơ thể phát sáng và làm cho đối thủ bị mù lòa. 5. Sea Spider. Những năm 1700 tại Tây Ban Nha, trên cạn, ông là một quý tộc chứng danh. Trên bãi biển, anh ra khơi trên con thuyền khét tiếng Arachne. Năng lực của Sea Spider bao gồm hô hấp dưới nước, bắn ra móc câu và cảm quan cân bằng hoàn hảo. Móc và súng bắn móc của ông ấy là những thiết bị tuyệt vời để du hành trên những con thuyền và trốn thoát trong những lúc nguy cấp. 6. Spider Sting. Spider Sting lấy cái tên này từ việc tơ nhện của anh có thể phóng ra độc tố, có thể ăn mòn vật liệu như xi măng và gạch. Theo chia sẻ của tác giả, màu yêu thích của cô là màu neon xanh, nên cô đã quyết định sẽ thiết kế với màu này làm chủ đạo và có liên quan một chút tới liên quan tới phóng xạ và axit. 7. Sun Spider. Tác giả của thiết kế này là một người khuyết tật và chưa bao giờ thấy một siêu anh hùng nào cũng khuyết tật giống mình cả. Cô ấy muốn tạo ra một nhân vật giống mình, ngồi trên một chiếc xe lăn. Sun Spider vô cùng linh hoạt, mặc dù có một nhược điểm, đó là cô phải thật ổn định và có cây nạm bên cạnh mình. 8. Garden Spider. Petunia Parker, aka Garden Spider, bị thu nhỏ kích thước xuống chỉ bằng một con bọ. Cô ấy dành cả ngày để chăm sóc cho cây cối, đu lượn trên những bông hoa to như một tòa nhà chọc trời và giữ cho những nụ hoa an toàn khỏi aphid và đám bọ xấu xa của hắn. Sau tất cả, việc bị hoa nhỏ cũng không tệ lắm. Sống bên trong cái bình tưới nước cũ của cô cũng khá là ấm áp. 9. White Widow. White Widow, aka Venice Doady, sống tại một dòng thời gian tương lai và sở hữu quyền năng có thể phủ lên tơ và gương tay cầm móng vuốt bằng chất độc mà cô ấy tiết ra từ da theo ý muốn. Hai niềm cảm hứng lớn nhất để tạo nên nhân vật này đến từ hai loài nhện là nhện công và nhện quá phụ đen. Theo chia sẻ của tác giả, cô ấy muốn White Widow có một diện mạo bắt mắt và gợi lại những năng lực của cô ấy. 10. Ren. Là một người Canada sống ở Nhật, Ren có sức mạnh đặc biệt thao túng cảm xúc, xuất phát từ sự khao khát có thể điều khiển được nỗi buồn của cô. Theo chia sẻ của tác giả, cô muốn tạo ra một nhân vật có thể giúp những người gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc, cũng như là có thể dùng nó như những cảm xúc tuyệt vọng hay là phẫn nộ để đánh bại kẻ thù. 11. Spinner. Cassandra Kelly nhận được quyền năng nhện từ nữ thần Athena.
Nhờ thế mà cô có thể nhìn thấu tương lai, cũng như dệt ánh sáng thành những sợi tơ. Mặc dù những năng lực này chẳng giúp cô thể trả tiền thuê nhà tại New York hay tiến bước trên con đường của một nghệ sĩ dệt trừu tượng, nhưng ít ra chúng lại vô cùng tiện lợi khi giúp cô bắt lấy những gã tội phạm. 12. Hello. Theo chia sẻ của tác giả, thiết kế này được lấy cảm hứng từ lễ hội Halloween. Hello sống tại Boston, Massachusetts, và dĩ nhiên là gần với Salem rồi. Bên cạnh việc sở hữu sức mạnh nhện, anh còn có cho mình những kiến thức về những điều huyền bí. 13. Spider-Man. Spider-Man sống tại một tương lai của một dòng thời gian thay thế. Anh ta có thể tạo ra vô số tô mì ramen, thứ giúp anh có thể đu dây và giúp cho cả thành phố vượt qua cơn đói. 14. Spider-Spy. Pierce Parker từng chỉ là một thám tử tư bình thường, cho đến khi anh bị cắn bởi một con nhện ở phòng thí nghiệm trong lúc đang điều tra, để rồi nhận được siêu sức mạnh. Hiện tại, anh vẫn làm công việc thám tử vào ban ngày và sử dụng những quyền năng và công cụ bí mật vào ban đêm với cái tên là Spider-Spy. Phụ tá của anh, Marilyn, luôn giúp anh giữ cho đường phố Noi New York là an toàn. 15. Spider-Wool. Dorothy Dotty Bell xuất thân từ một đàn cừu, và giờ đây cô đang tự tạo dựng tên tuổi cho chính mình tại thành phố New York. Sức mạnh của cô bao gồm sự thính giác đặc biệt và có thể giao tiếp với động vật. Ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê mãnh liệt là những gì giúp cô có thể vượt qua mọi thứ và giành chiến thắng. Cô luôn mang theo bên mình một cây đàn banjo. 16. Spider-Manly. Spider-Manly dạo bước cùng gió sa mạc và tàn sát mọi kẻ thù của công lý với chiếc rìu Arachne Axe giúp mãnh của anh. 17. Web Witch. Web Witch là một nữ pháp sư học cách đi trên những sợi tơ mỏng manh của những khả năng kết nối những thế giới của Spider-Verse, như là bài mà cô ấy mang theo chứa đựng những biểu tượng của các Spider-Man mà cô ấy từng gặp. Nhờ thế mà cô có thể gọi cho họ mỗi khi cô đến một thế giới mới mà cần sự giúp đỡ. 18. Recluse. Recluse sống trong một thực tại thay thế, một phiên bản nơi thành phố New York nằm dưới luật pháp do Shield thiết lập. Thiết kế của anh ta bao gồm cả chân và móng vuốt, tự lấy cảm hứng từ loài nhện ẩn giật nâu và nhện cửa sập. Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!